Này, mang cái điểm cần cơ. Lưu vậy? Cái này của máy là lớn, nó thích cơ. Chứ còn máy nó toàn chưa ở đâu nó viết, toàn nó kiểu gọi để đi. Đúng không? Ừ. Mà nó cứ gọi để đi. Nó phải đến gần, khả năng nó được nhanh hơn. Mà đến gần thì chống nhìn thấy máy nó cũng hung hơn. Khả năng được nhanh hơn. Nhưng con này là chết. Thì cà cây bên cạnh nó viết thôi. Khi đến từ xa mà viết là toàn kiểu gọi đi là không kích mà thích nhanh. Gà thôi á. Gà điện thoại. Kiểu này lại phun xuống. Viết ngay rồi. Chơi chỗ tối vẫn chơi nhiều là dạ có đấy mình hiểu quá nhiều không con này nước chơi chỗ này là chơi đấy anh hả có là nhìn trong một thang vàng băng xong cái này băng xong tốt mà chẳng qua là trong nó nhiều cảnh của anh mà không có chỗ để nó lăn ra xu là xu chỗ lại đây mẹ con này trong cái thôi sút mà cẩn thận nó sút mà trường trường như vừa nãy mà phát một là lồng nào đéo đỡ được sút mạnh cùng lắm đấy cành đẹp với anh ạ lại đây nói vừa chung vào rừng cho mình bảo đi bẫy mình chắc nó trái đi cho thịt thì được cho thịt thì được bây giờ ôm con gà rừng đi đánh chết ngay mấy cả cũng đéo phải ai là đi bánh đẫy được gà rừng đâu không bẫy mà đi bẫy mình không đánh mà để nó quen thôi thôi cứ dậy sớm lắm được con gà leo ốm lắm khi mẹ leo từ hết quả đồi lộng người kia là... gái ở trên kia phải sang tận bên ấy không đi chào màu từ xuống rồi. Đấy xuống rồi đang xuống rồi. Nhảy nơi toàn rừng cành rồi ở đấy chỗ đấy là sút chưa đấy thắng đấy mà thứ này là này tầm này thì máy được rồi không anh nhỉ? Mái đâu mẹ rồi, kéo ra viết rồi. Không như này chúng ta phải lùi nó sút trộn. Nhưng mái ở đâu rồi? Không thể viết rồi. Đồ em hồi này chơi, không phải chơi gì chứ. Xong rồi, ôi em hỏng rồi.